Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng từ 17 đến 32 độ, vùng núi cao từ 15 đến 24 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè được dự báo có nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm 50 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ được dự báo có nhiệt độ thấp nhất trong toàn tỉnh, dao động từ 15 đến 24 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên được dự báo có nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn nhiệt độ được dự báo từ 20 đến 32 độ, độ ẩm 50 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Tam Đường được dự báo có nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Và Tân Uyên cũng được dự báo có nhiệt độ tương tự từ 19 đến 30 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ được dự báo có nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm 50 đến 95%. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ thay đổi đột ngột, thời tiết chuyển mùa nhanh chóng là thời điểm mà cơ thể dễ nhiễm bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Muốn bảo vệ sức khỏe tốt thì cần có những biện pháp phòng bệnh khi ra mùa, như là việc giữ ấm cơ thể, tắm bằng nước ấm, nước nóng, không bỏ bữa, uống nước ấm. Ngoài ra thì việc sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc với không khí lạnh giúp bảo vệ đường mũi và họng, phòng tránh các bệnh thường gặp như là viêm mũi dị ứng hoặc là cảm lạnh, hạn chế các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.